Hello các bác và anh em nhá. Hiện tại anh Nguyễn đang có mặt tại Bắc Linh, giáp danh giữa Chí Linh và Bắc Linh, cách nhau một con cầu và có một nhà máy nhiệt điện qua lại. Cũng trong buổi chiều ngày nay, thứ bảy ngày 5 tháng 3 năm 2022, ở Việt Nam chúng ta thì cực kỳ là bình yên thôi nhá. Mọi người dân đều hoạt động cách tốt, các cái lĩnh vực sản xuất này quay lại bình thường rồi. Nhưng bây giờ chứ sự ở khu vực Đông Âu ấy quá là ác liệt. Nga đang phang Ukraine, bác biết rồi ấy, đúng không? Nhà mất, nước mất, nhà tan, rất là khổ luôn. Thì cái việc này đúng hay sai thì rất là khó đánh giá, mỗi người quan điểm đúng hay sai, nhưng mà mang bom mang đạn đánh là cũng không biết có đúng hay sai. Và trong buổi chiều hôm nay thì anh Nguyễn đắp cho bác Hiệp thuộc Đông Khê, sông Hồ, Thuận Thành, Bắc Linh một bộ karaoke nghe nhạc tổng giá là hơn 50 triệu. Thì bộ này anh sẽ sử dụng các thiết bị như là đẩy sâu tốt của Mỹ 4 kênh, vẫn truyền thống vang VLA X6, rồi là lưng tiếng quản lý nguồn, mic mới nha, 55025 mã, loa multimedia 40 súp Mỹ 818. Thì các bác hãy chờ em ít phút nữa, toàn bộ có chỉ sáp sẽ lên sóng full luôn vậy nhá. Qua các nhu cầu về những bộ như này thì alo cho anh Nguyễn nhé, hoặc là nhiều hơn, tiền hơn rồi ít tiền hơn, phục vụ chu đáo, nhiệt tình, nhanh gọn, chính xác luôn nhá. Tay nghề cao, tay nghề của em thì các bác biết đây bàn rồi, đã làm mà xong mới làm mà được, đã làm mà xong mà làm được, không phải nghĩ đồ chuẩn. Những đồ này là đồ thương hiệu rồi, bác này bác ấy đã lấy như em rồi, cái đây mấy năm rồi bác rồi. Anh xuống vẫn thấy chung vẫn lắp cho con vàng ít, những con đẩy này thì đúng quả là nó rất tốt. Mình tiếp tục đấy với nhá, anh vẫn hẹn các bác tí nữa nhá. Bác nhá, đây là xếp trì này với lắp nhà bên cạnh nhá, đấy, ba nhà luôn. Đây là cầm như kiểu hiệu ứng ấy, xếp này lấy anh em lâu rồi, lấy qua xếp lại thôi. Đây cửa này ngang cửa ngân hàng à, quá đẹp luôn. Này dương thanh thì phải rồi con nhỉ. Đấy. Cái này em Hiệp chủ qua bộ dàn máy này. Bác Trì đang chiến đấu gặp cúc khóc thầm à. Đấy. Là nhà em Hiệp là chuyên sản xuất và cung cấp đồ hàng mã này rất nhiều. Nhiều bác Trì rất nhiều hàng mã, nhưng làm nghề này giàu lắm ấy. Đấy. Thích vàng có vàng mà thích ô tô có ô tô. Đây bạn cung cấp mà xuất đi cơm đại lý bán lẻ cho toàn quốc. Đây là khu vực nhà em Hiệp. Đấy. Toàn vàng bạc châu báu hơi nhiều, làm nghề này giàu mà nhỉ, nó phù hộ cho thánh cho hội cho mà. Một clip dạo kỷ niệm Bắc Linh và Hải Dương. Hát bài trước nó là tí đây toàn thao hát thôi. Mới bắt nhá, mới là 55 hay là mã, mới là lò luôn. Đẩy số tốt của Mỹ 4 kênh, vàng VLA X6,
lớn tiếng DB và lên nguồn Enden và đồ loa Multivity mà DB 15 xúc Mỹ và đồ 818 quá hay luôn. Uấy mình mới nghe em tiếng ca ngọt ngào nụ hôn đó.